ơi, tập đi quá, tập cô. Có duyên với cả địa phương, cả nhân dân thôn đội 8, đội 8, đội 9 này, An Chiểu 1 này. Nhưng mà vì cái điều kiện kinh điều kiện về công tác của thầy, thầy phải chuyển công tác. Nên là hôm nay thì do cái điều kiện như thế thì thôi, thì thầy cũng phải rời xa nhân dân ở trong thôn. Thầy chuyển. Rời xa nhân dân ở trong thôn thì mình ra ngoài kia. Chúng tôi đến thì cũng có lời để cho hồi tự nhiên nhé. Đi ra một rồi xin chân thành cảm ơn đồng chí. A Di Đà Phật, con lạy Phật nị pháp nị tăng, con lạy các bậc chư thiên bồ tát chứng tâm cho đệ tử chúng con. Thì hôm nay là ngày rằm tháng 10, Tân Sửu Liên. Hôm nay là ngày 16, xin lỗi sửa nha. 16 tháng 10 Tân Sửu Liên. Thì là thầy Thích Minh Đạo về đây với chùa Hạ, thôn An Chiểu 1, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Đến nay đã là được 25. Thì thầy gieo mang Phật Pháp về giáo hóa cho nhân dân, và tất cả các Phật tử là thầy quy y cho cửa Phật, quy y Tam Bảo cho các đệ tử chúng tôi. Thế mà bây giờ là vì cái mà thầy nhân dân rất mến mộ thầy và quyến luyến thầy lắm, là vì bây giờ thầy mang Phật Pháp về, thầy giáo hóa nhân dân và thầy quy y Tam Bảo cho các Phật tử chúng tôi, thì chúng tôi rất là quý thầy lắm. Thế nhưng vì cái điều kiện thầy đi công tác thì hôm nay là tất cả các Phật tử, đây có một ít người thôi chứ không phải là đầy đủ Phật tử được, là tiễn thầy và chào thầy, chúc thầy nên được mạnh khỏe. Phật Di Đà Phật.
thầy về thầy cũng mang rất nói nhỏ nhẹ xin chào tất cả các ông các bà các bác cho xã Liên Phương và thôn An Kiều một và 89 nói riêng ạ. Nhưng mà trong quá trình là thầy về đây đã gọi là từ năm 2019 và đến nay là đã gắn bó nhiều với công lao ở chùa và đã tu sửa nhiều cùng với cả các con nhang, các Phật tử. Xong là thầy gắn bó với nhiều các Phật tử ở trong chùa Hạ này mà giờ cháu là người gọi là nhân dân. Cháu trông thấy cảnh mà các Phật tử quay lại đối với thầy như chiều hôm qua như thế là hoàn toàn đối với lương tâm cháu là một người dân là bức xúc quá. Còn thôi, cháu đại diện cho hai đội 8 đội 9 này, cháu chúc thầy đi nơi mà thầy để làm vào một chùa và một công tác và một chùa mới được khang, an khang, thịnh vượng và gặp nhiều điều may. Gặp nhiều điều may còn à, để còn à, cho làng xóm cái chùa mới để người ta khi người đi khuất về suối vàng nhận tổ tiên rồi 49-50 ngày. Người nhà người làm nhà để gặp nhiều điều may, không phải đi qua những ghế làm đồng nữa. Thế thôi, cháu chỉ biết là cháu biết nói như thế. Hôm nay cháu gặp bà My, cháu hỏi bà My không trả lời rồi mà cháu không cãi nhau với bà My. A Di Đà Phật. À, chia tay thầy mà nói 49-50 ngày vô đây vậy? Không đi. Còn là ví dụ như cái nhà người ta thầy đi xa rồi thì những cái đi xa rồi những ngày 49-50 ngày thì rồi thầy đi hỏi cái những cái nhà gần gì đã. A Di Đà Phật. Con bạch thầy, từ khi mà con được biết tin là thầy về chùa Khánh Nghiên Tự, xã Nghiên Phương, thành phố Vinh Yên, đến hôm nay đã được hơn 2 năm trời, con cảm thấy thầy là một người đã giáo hóa cho dân thôn con, các con nhang Phật tử để được biết tu tập, biết sống đạo làm người. Con xin rất đa tạ cảm ơn thầy và con là một người công nhân, dân ở tại xã Liên Phương. Con về cảnh chùa, con nhìn thực tế. Từ khi thầy về đến nay, thầy đã tu bổ đình, làng và chùa, đền, từng đường đi cổng vào rất sang trang lịch sự mà đã được hơn 300 người dân ký vào đơn trình ủy ban xã Liên Phương để đề nghị cho thầy Thích Minh Đại ở tại chùa Khánh Minh Tự xã Liên Phương, nhưng vì lý do gì đó không được. Bởi vậy, nay là ngày 16 tháng 10, thầy phải là đi công tác tại đền chùa khác ở trên Hà Nội. Vậy thì toàn dân, các con nhang Phật tử chúng con ngày nay đến để chia tay thầy, tiễn đưa thầy về công tác đền mới, chùa mới ở tại Hà Nội. Chúc thầy đi được an khang thịnh vượng để thầy tu tập tinh tiến và được toàn dân ở một nơi khác, cảnh khác hâm mộ để được thầy giáo hóa để sống phải đạo làm người và biết tu tập để thành người. Thì con xin đại diện cho toàn bộ nhân dân xã Liên Phương, con cảm ơn thầy, con chúc thầy ra đi để được vạn sự may mắn, bình an và thầy tu tập tinh tiến nơi khác. Nay ở chùa Hạ Khánh Ninh Tự xã Liên Phương đã hết duyên đối với thầy thì không thiếu gì các nơi, các đền chùa khác để đón thầy, rước thầy đi. Thì con thấy một cái cảnh mà thầy nằm vậy thì chúng con rất là bức xúc. Con mong thầy đi được bình an thượng lộ. Con cảm ơn thầy, con đại diện cho toàn nhân dân đa tạ cảm ơn thầy, chúc thầy vạn sự bình an.
thầy đi được khỏe mạnh. A Di Đà Phật. Mong thầy hoan hỷ cho các đệ tử với cả Phật tử với nhân dân chùa Hạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể bà con nhân dân tại thôn An Chiểu nói riêng cùng xã Liên Phương nói chung, thì đến giờ phút này đây thì thầy cũng sắp đi rồi, thì thôi những gì mà quá khứ chúng ta nên bỏ lại phía sau, những gì tương lai thì chúng ta nên hướng tới. Thầy cũng cảm ơn toàn thể quý Phật tử thời gian 2 năm qua đã cùng thầy, đồng hành cùng thầy cố gắng tu tập và học hỏi Phật Pháp, và tạo điều kiện cho thầy để được sửa sang tu bổ ngôi đình Thánh Linh Tự tại nơi đây được đẹp đẽ, để cùng nhau phấn đấu tu tập để khích lệ tinh thần Phật tử bà con nhân dân tại nơi đây. Thầy cũng không biết nói gì hơn ngoài sự thành tâm cảm ơn toàn thể bà con nhân dân tại nơi đây đã yêu mến và đã tin tưởng thầy, đem đến cho thầy những cảm giác rất là hạnh phúc khi có những người dân xung quanh đến đây cùng thầy. Thì thôi thì giờ phút này thì thầy cũng sắp đi rồi, cũng mong kính chúc bà con từ trẻ cho đến già có nhiều sức khỏe, có nhiều bình an, luôn luôn sống với đạo lý, là người luôn luôn sống với giáo lý của nhà Phật, là luôn luôn làm theo tấm gương tốt của Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật. Xin là gọi là xin có ý kiến này, dù sao chăng nữa ví dụ như đã xảy ra như thế này mà để thầy dù chỗ ăn chỗ ở như thế nào thì tôi chỉ có mong là các con nhang ở đây phải làm cho đến nơi đến chỗ, tinh các chỗ ăn chỗ ở hay là thầy có sai sót một cái gì hết chăng nữa, thì bây giờ ví dụ như mình thì xong rồi, đưa thầy rồi, phải làm sao làm cho đến nơi đến chỗ để cho thầy hài lòng với thầy và dân. Thế bây giờ ví dụ do dân vì dân, chẳng qua thầy cũng là người đã phải ăn học tu tập thì mới về thì mới ấy được mình, mà bây giờ tự dưng mà vô cớ mà đuổi lên chỗ này làm chỗ này, chỗ ăn chỗ ở không có, chỗ sinh hoạt không có. Tôi có ý kiến như thế. Chúng tôi thì ở khác đội trong kia, nhưng mà nghe tin thế thì chúng tôi ra xin là góp ý thêm với tất cả các con nhang còn lại ở đây. Tôi có ý kiến. A Di Đà Phật. Hôm nay nhận được tin hôm nay thầy ra đi, chúng con là những người dân lúc nào cũng thầy đi thì chúng con nhớ, còn thầy ở lại thì chúng con thương. Đến giờ phút này chúng con đã gắn bó cùng thầy, và thầy đi luôn nhớ về xã Liên Phương, và chúng con lúc nào cũng luôn nhớ đến thầy. A Di Đà Phật. Thì hôm nay thì bà con Phật tử đến đây là chia tay thầy, để thầy đi về hoằng pháp ở một nơi khác. Thì thôi thì các Phật tử hôm nay đã đến đây thì thầy thực sự cũng không biết nói gì nữa, và cái những thứ gì muốn nói mình nên giữ lại. Thôi thì các Phật tử cùng thầy ra làm một tấm ảnh làm kỷ niệm để giữ lại mãi mãi sau này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ông thương cảm thì dạ dạ nói thì câu được câu chắc. Vâng. Thôi thì thầy đương về mà giúp dân trong cảnh Phật, trong cảnh mẫu mà bây giờ thầy lại đi thì dân chúng tôi rất buồn. Buồn không cô? Có, buồn lắm. Có cô có quý thầy không cô ơi? Có chứ, giờ thầy về thầy giúp dân. Vâng. Cầu siêu cho các đệ tử già trẻ gái gái trai tất cả dân. Bây giờ thầy lại bỏ thầy đi thì ai mà không thương không tiếc. Tôi chỉ biết thế thôi chứ. Vâng. Tôi vẫn vâng. Vâng. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô ơi? Tôi năm nay 83. Không còn đâu. Vâng. Không còn đâu. Vâng. Vâng, cô cảm ơn cô ạ. Đây, thầy cho Lộc. Thầy không có gì nhiều đâu, thầy chỉ có cái bánh thôi. À, bánh học giỏi nha, vâng lời ông bà nha. Đây. Mấy anh em lên đây chụp ảnh đi con ơi. Này cho các cháu này. Đọc của thầy nhá. Mọi người cứ đến đây nhiệt tình đi hả? Thế hai đứa kia không dám ra nhìn nào. Đây, con chim mình đi. Đây. Mời được rồi ông ơi, cho xong rồi ông ơi. Nào ai tặng thầy đi, tặng đi. Đây là đi vào huyền thoại.
Thank you.